Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Hôm nay thì em tiếp tục đưa lên cho quý vị một ít các cái súp, rồi là cục giải mã, rồi cục công suất, này, âm ly, thớt tuner đi kèm, rồi là loa để cho chúng ta là về sử dụng tùy theo mục đích của từng người nhé. Ai thích cái gì này cái đấy cho em. Và chúng ta vui lòng bỏ ra thêm xem thêm vài giây. Những ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng kích nút đăng ký ở ngay phía dưới video này giúp em. Và những ai đăng ký rồi thì chúng ta cho em xin một like, một chia sẻ video để ủng hộ thêm cho kênh. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết thực sản phẩm một nhé. Này. Đây. À đây, thực ra đây là một bộ sản phẩm của nó thì chúng đúng hơn này. Sắp hơi nhầm một tí. Này, quý vị chờ một chút nhé. Ok, đây. Đây thì nó mới chuẩn bộ của nó này. À. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ đến với một cái con súp. Súp cho những anh nào đang hỏi súp 5.1 của Onkyo này. Thì đây là con UVKF-A9 này, quý vị nhìn UVKF-A9 nhé. Đấy, dòng này thì nó sẽ ghép cho những cái dòng như là UN9 này, 9XDV này, X7DV, X9DV này, rồi là 7XDV này. Một số dòng 5.1 khác như là 155SB này là sẽ ghép được với con này nhé. Đấy, thì con súp UVKF-A9 này thì em cũng nói luôn là quý vị lưu ý là con này nó sử dụng cho những cái dòng đấy thôi nhá, và những cái dòng khác nó sẽ không dùng được. Đấy. Ví dụ quý vị muốn ghép đèn ông thì khẳng định là không ghép được. Đấy, cũng trả lời luôn là không ghép được nhá. Đấy. Còn muốn ghép vào thì quý vị sẽ phải mua thêm xem một con giải mã của cái đời 5.1 của Onkyo để ghép vào thì sẽ được nhá. Đấy. Đây. Đấy, con này thì bản thân nó sẽ không có công tắc mở nguồn như quý vị nhìn thấy đằng sau. Đằng sau là không có công tắc mở nguồn, nhìn thấy không ạ? Bình thường nó sẽ những con súp khác nó sẽ có công tắc mở nguồn. Và con này nó mở nguồn bằng cách là chúng ta sẽ phải truyền tín hiệu mở nguồn từ cái đường súp woofer control này, đường 3.5 này. Đấy, mình sẽ có một cái dây 3.5, mình cắm một đầu vào đây, một đầu còn lại mình cắm vào cái con UN7, UN9 ấy. Đấy. Và 7XDV, 9XDV gì đó. Đấy. Và khi chúng ta bật nguồn của những cái con giải mã đưa lên thì là con súp này cũng sẽ bật nguồn lên theo. Đấy. Và tín hiệu súp chúng ta sẽ đưa từ con đấy sang bên từ cục đấy sang đường súp đây, và chúng ta sẽ có tín hiệu súp đưa ra. Đấy. UVKF A9 nha. Con này dùng để nâng cấp 5.1 cho những cái dòng đấy. Và công suất nó là 63W. Đấy. Hàng về thì đẹp như quý vị thấy. Và hình của nó đây. Được không ạ? Ổn đúng không? Đây. Con này thì chiều ngang của nó là đi chiều sâu của nó là đi 24. Chiều ngang đây nha, chiều ngang là 18,5 cm và chiều cao của nó là đi 31,5 cm. Đấy. Thì anh nào có nhu cầu mua liên hệ nhé. Là số điện thoại liên hệ là 0979 989 1682. Còn giá của con này, vâng, giá của con này đi 1.600.000. Anh nào mua liên hệ. Và số điện thoại nữa là 0966594581 quý vị nhé. Này, hai số đấy. Quý vị gọi số nào cũng được. Đấy. Thì đấy là con UVKF-A9 này. Đây. Anh là hôm qua hỏi con đèn ông thì ở đây nhá, vẫn còn. Này. Đèn ông con này mã của nó là MN55DV, mặt mũi như hình. Đấy, nắp niếc đây. Đấy. Đây, con này đời 2004 này và có công suất là đi 70W điện 100V của Nhật nhá. Ok. Đấy. Thì con giải mã này thì có chiều ngang là đi đây, 21 cm, sâu 31 và cao 14 cm. Này. Bọn này thì là nó giải mã của nó khi mình đưa nó vừa là giải mã vừa là một công suất để kéo được các cặp loa bát khoảng 12 14 quý vị nhá. Này 12 14 đổ xuống. Và con này thì sẽ có chỉnh bắt tép trên mặt máy. Này, chúng ta có thể nhìn được nút tông đây mà mình có thể ấn tông để chỉnh bắt tép trên mặt máy được nhá. Đấy, rất tiện lợi. Nhiều dòng không có cái nút tông chỉnh trên mặt máy đâu. Hầu như là chỉ có đèn ông mới có thôi. Đấy, anh nào đang hỏi con này thì liên hệ sớm với bên em nhé. Đấy. Con này thì giá của nó bình thường là hơn 2 triệu. Đấy, nhưng mà con này thôi đem để cho quý vị là đi 1 triệu 850 nghìn nhé. Quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Đấy.
Ok, tiếp theo đây là một con ME33. Đấy. Con này đi đây, ngoại hình nó đây. Về nó mất một cái chụp ở đây. Con này điện đóm này công suất là vẫn là bình thường. Đấy, tức là mình cắm đường dây AV vào đây thì kết nối ra là vẫn có tiếng bình thường và chỉnh nó có bắt tép bình thường. Đấy, có điều là em cắm đường quang vào đây thì em lại không thấy nó chạy quang. Đấy. Thì em bán con này về cho quý vị ai không cần dùng đường quang mà chủ yếu là dùng đường điện thoại, chúng ta có thể sử dụng về để làm công suất để cắm để kết nối với loa để chúng ta là nghe nhạc nhé. Đấy. Đấy, con này đời 2005 này, E33 này. Công suất của nó là 55W điện 100V nhé. Đấy. Ngoại hình như em đang quay đây. Đấy. Mặt mũi đây. Mặt mũi là đây. Đấy thì con này em sẽ bán cho quý vị. Vâng, em bán xả luôn cho quý vị là đi 950.000 nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. 950.000. Đấy, và đây con này thì đấy 1.850.000 quý vị biết rồi. Đấy. Đấy, nhá. Đấy thì ai lấy con nào thì lấy nhá. Đấy và những cái con này thì em cũng xin nói luôn là em chỉ bán bao công suất, đấy. Chứ em không bao đĩa và bao MD nhé. Những cái chức năng này quý vị về chúng tự test của em. Vì cái chức năng này gần như bây giờ chả ai dùng đến. Bây giờ đầu tư cả một cái đĩa xịn 4 500 7 800 để mà nghe đĩa thì thật sự không phải ai cũng 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 có nhu cầu này nhá. Ok, tiếp theo ở đây. Vâng. Dưới đây là một cái con đĩa than của Sony này. Cho những anh nào cần bày trưng bày nhé. Đấy con này thì đây, nó về đúng như này luôn. Để cho những anh nào bày quán cà phê các thứ mình có thể bày lên các cái kệ cao cho khách nhìn cho nó hoài cổ tí nhá. Thì con này thì đây nó về trong tình trạng là như thế này luôn. Một là anh có thể về bày, hai là anh em nào thợ thiền chuyên về đĩa than là có thể lấy về chúng ta lấy đính kiện để làm gì thì làm nhá. Đấy con này là con Sony PS33 này. Như hình như này luôn. Đấy. Như hình như này luôn. Về con này thì nó không thấy cái nắp mica ở trên ở đâu. Đấy. Và dây điện nó cũng không thấy đâu luôn. Đấy. Chả biết là nó bị cắt hay là làm sao rồi. Không thấy luôn. Đấy. Đúng tình trạng như này luôn. Đấy, thì em bán cái này là về một người có thể ai là có thể là trưng bày hoặc là chúng ta lấy đinh kiện chúng ta sửa chữa các con mâm than nhé. Đấy con Sony này thì đấy em để cho quý vị là đi những bình thường những con Sony này nếu như mà không bị cắt dây nếu mà có mica đấy thì là nó khoảng tầm 3 triệu đấy 3 triệu đấy. Nhưng mà con này thì đấy em bán sắc về cho quý vị chúng ta làm gì thì làm. Thì em bán được bị con này là 500. Này bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. 500. Đấy. Đây. Kích thước của cái mâm than này thì nó như sau. Đấy. Mâm than là Sony PS33. Đấy. Chiều ngang của nó là đi 45 cm đấy, chiều sâu là đi 36 cm và chiều cao là khoảng 9 cm. 8 cm thì đúng rồi. Đấy. Ok nhá, 500. Đấy, anh nào mua liên hệ. Đấy. Đấy, tiếp theo đây là một cái bộ đề nông F07. Nó về nó sẽ gồm có một âm ly, một tuner và một đôi loa của nó đây. Đồng bộ của nó luôn nhá. Này, F07. Đây, chiếc loa nó đây. Một chiếc loa bên tay phải đấy nhá. Đây thì quý vị có thể nhìn thấy nó hơi bị mất một tí xi này. Về mọi người bọc lại cho em nhá. Còn đâu là góc cạnh của nó quý vị có thể nhìn thấy là nó vẫn còn vuông vức không bị bể nở gì đúng không? Đến nó F07. Công suất 80W nhá. Dưới đây còn một công suất nữa là 60W à? À cả hai đều là 80W đấy chứ. Không biết tại sao có hai công suất. 80, 80 này. 6 ohm nhá.
Đây, kẹp no bắp chuối luôn đấy. Hàng này là những cái con hàng mà tiếng nó rất là hay, chất lượng của Điện Đông. Này, bên cạnh đây nó là thớt rời của nó nhá. Thớt rời của nó đây, quý vị có thể nhìn thấy là nó sẽ có về là một thớt tuner hay là một thớt âm ly nhá. Đây. Đây cầm của loa đây nhá. Âm ly này, mặt mũi đây. Mặt mũi của tuner và âm ly này. Đấy. Bên xung quanh đây. Thế và tuner của bọn Đến Đông này đều là tuner là FM 108 nhé. Đấy. Mặt mũi con Đến Đông bên này đây, vừa để quên chưa quay này. Vâng, là đây là cái loa Điện Đông bên tay trái này. Đấy. Ở đây nó mất một tí xi này. Trong này mất một ít này. Thì cái này về cứ bị xử lý lại nhá. Đấy thì bộ Đến Đông F07 này nhé. Bộ Đến Đông F07 này thì giá của nó là đi 5 triệu. Con này đúng ra là hơn 7 triệu đấy. Hơn 7 triệu đây mà thôi. Nó thế thì em để cho quý vị là đi 5 triệu 750.000 nhá. Cả bộ này. Quý vị về chúng ta là cắm điện thoại vào nghe nhạc này, và có thể là kết nối thêm với cả tuner để chúng ta nghe FM nhé, này, nghe đài này. Đấy, ok. Đấy, thì đây còn dưới đây là hai con súp SWK205. Thì anh nào đang hỏi những cái dòng súp để về nghe nhạc cho bộ dàn của chúng ta nhé, hoặc là hát karaoke mà cần cái súp bé thôi, không cần súp to, thì đây nhá, này súp SWK205. Đấy, đây con này là của Yamaha, hãng Yamaha nhé. Vâng, đấy, và kích thước của súp này, súp kích thước như sau này. Súp này có chiều ngang là đi 23,5 đấy. Chiều sâu là đi 35, vâng, và chiều cao của nó là đi 49 cm này. Đấy. 49 cm nhé. Và viền ngoài của loa là đi 20.5 này. Đấy. Nếu như đo theo cái vành bên trong nó thì cái gân của nó là bát 18 này. Còn nếu đo đấy hết viền bên ngoài là bát 20.5 nhá. Đấy. Ok chưa? Con này thì em tháo được một cái e-căng, là còn cái e-căng này thì em không tháo được. Đấy. Vì nếu như mà em cố tình em tháo thì có thể nó sẽ gây ra những các cái không hay, vì bọn này là nó dán chân khá chắc, vâng. Và em phải cậy rất cẩn thận, em phải cậy rất cẩn thận thì em mới cậy được một cái căng này ra. Đấy. Vậy nhìn các cái chân này của nó này. Đấy, con này thì rất là may là các cái keo của nó lâu ngày nó khô rồi. Đấy, mình còn cậy được ra, chứ còn một số các cái con mà keo nó chưa khô ấy, nó vẫn cứ bám được vào các cái đây này. Nhìn trong cái lỗ này, quý vị nhìn thấy nó có cái đổ keo. Đấy, keo nhá. Thì nếu như mình cố tình mình cậy ấy, thì nó sẽ bị gãy chân lên căng. Đấy, nên là có rất nhiều bác hỏi là cho anh xem cái ruột gan, cái tức là cái bát này ở bên trong, nhưng mà thật sự là không phải lúc nào cũng có thể cho xem được, bởi vì là nó liên quan đến việc cậy căng, nó gãy chân thì nó sẽ rất là phí. Đấy. Thì con này rất là may mắn là nó bị keo nó lâu ngày, nó có thể nó cũng nỏng rồi, mình còn có thể bỏ ra được nhá. Đấy, thì em bỏ được một con ra đây thì em cho quý vị xem cái nội bát bên trong của nó. Đấy. Bát 20 nhá. Còn đây ngoại hình của con súp ở đây. Súp đây. Đấy.
hàng về nhìn chung là đẹp. Ở đây chúng ta muốn bật điện lên là bật điện ở đây nhé. Đằng sau có một công tắc, đằng trước một công tắc, đây đằng trước công tắc standby on này, đằng sau có công tắc này để cho tiếng vào này, nếu bật ở dưới đây sẽ có tiếng, nó bật lên trên đây mới có tiếng này, quý vị lưu ý. Và ở đây đằng sau đây là có mấy cái chữ tiếng Nhật, chắc là để đảo phay gì đấy thì quý vị về tìm hiểu thêm nhé, đấy Google dịch thêm nữa. Đây tí nữa vào cắm ở đây đấy. Con Yamaha SW205 này thì nó là hàng điện 100V đây, và công suất 65W nhé, là điện 100V, công suất 65W. Nếu có sản xuất thì có thể là sẽ là Indonesia như con này, hoặc con này không biết là có phải Indonesia hay là Mana gì em chưa rõ, thì em xem nhé. Thì chúng ta sẽ xem đây. Đấy, quý vị xem này, hàng đẹp luôn đấy, và cũng con này bây giờ đang rất nhiều anh hỏi đây, rất nhiều anh hỏi con súp này về để ghép, mà bây giờ mới lại có hàng nhé, về được hai con đấy quý vị, ai lấy con nào thì là tranh thủ luôn nhé, tranh thủ liên lạc sớm nó lại hết mất. Đây con này thì đây căng của nó đây, quý vị nhìn đây thì không biết là tại sao nó lại bị thủng một lỗ ở đây nhé, thủng một lỗ càng đấy quý vị về chúng ta căng lại cái căng này nhé, hoặc là trang điểm thêm cái đấy cho tùy tùy quý vị. Còn con bên này thì đây quý vị nhìn thấy căng của nó sẽ tốt hơn đấy. Về góc cạnh các thứ thì nó cũng như con này thôi, hai con thì nó cũng xem nhau tương đương nhau về cái độ đẹp ở bên ngoài. Con này cũng Indo, Indo nhá, điện 100V. Đấy nhá, anh ngoại hình của hai con súp bé đấy. Thì hai con súp SW205 này thì giá của nó bây giờ nó khoảng tầm 4 triệu 4 triệu 3, 4 triệu rưỡi. Đấy. Và những con hàng đẹp như này nó về có những đợt nó đến 4 triệu 9 cơ. Đấy. Không phải là rẻ đâu. Đấy mà thôi thì như này đi. Bây giờ thì nó cũng mới Covid ra thì em thấy là cũng rất nhiều người là kinh tế các thứ là nó cũng không phải là có nhiều, thì em sẽ hỗ trợ thêm cho quý vị một chút xíu những cái con này nhé. Như con này quý vị nào lấy con bên này, con này càng đẹp hơn này, thì em để cho quý vị là đi 3 triệu 890 nghìn đồng. Vâng, và con ở bên này để càng nó kém hơn một tí, nó kém hơn một tí tị đây đấy, thì em để cho quý vị là đi 3 triệu 590 nghìn nhé, 3 triệu 590 nghìn đồng. Con này 3 triệu 890 và con này 3 triệu 590 nghìn đồng. Đây. Quý vị về chúng ta tự căng lại cái căng này nhá. Căng thì đi mang đi căng chắc hết khoảng mấy chục thôi. Đây, em bớt cho quý vị thoải mái để quý vị đi chúng ta xử lý cái này luôn rồi. Đấy. Đấy thì 3 triệu 890 nghìn đồng cho con súp SW205 bên này. Và 3 triệu 590 nghìn đồng cho con súp SW205 bên này. Đấy. Quý vị lấy con nào thì alo cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581, hoặc là số ở cửa hàng là 097 9591682 nhé. Này số trước là số của anh Đức này, 0966594581, và số ở sau là để cửa hàng để các bạn nghe thì là 0979891682 nhé. Các anh có thể liên hệ một trong hai số đó trong trường hợp ai gọi số là 81 mà anh không bắt máy kịp thì quý vị chuyển sang gọi cho em số 82 nhé. Đấy. Ok. Đấy, tiếp theo ở đây là một đôi đến ông mini đến ông MA3 nhé. Hàng đẹp. Màng carbon da trăn màu vàng gân cao su. Chiều ngang con này 16, vâng. Chiều sâu nó khoảng 22. Đấy. Và chiều cao, vâng.
Chiều cao là 27 cm nhé. Đấy, cái này đo thì nhìn chung là em đo một thước, em nhìn từ xa thì có thể nó sẽ lệch đi cộng trừ đi một vài mm, thì đấy thì quý vị thông cảm nhé. Đấy. Và đường viền của loa. Đường viền của nó là 13,5 cm. Đấy. Đường viền trong của nó là 10,5 cm nhé. Đấy. Đấy thì con đến ông MA3 này thì đấy, giá của nó là đi 1.090.000 đồng. Anh nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy, thì đấy là những cái sản phẩm hôm nay em đưa lên cho quý vị. Đấy, quý vị nào ai lấy cái gì thì chúng ta chủ động liên hệ theo số điện thoại ở trên nhé. Vâng. Các anh nhắn Zalo cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi là Zalo thì em cũng xin lỗi rằng là em sẽ check hơi chậm. Đấy, bởi vì là hàng ngày bên em riêng cái phần để nghe điện thoại thì nó cũng rất nhiều, quý vị biết mà. Thì kênh hàng chục nghìn người theo dõi thì nó nhiều khi là cuộc gọi nó liên tiếp đến mà. Mà nhiều khi nhãng ra anh em mà không thể nào để ý hết được cả Zalo, nên là có thể sẽ là chậm. Thì quý vị ai có nhu cầu mua thì chúng ta liên hệ trực tiếp cho nó nhanh nhé. Vâng, vì là nhiều khi đến lúc bên em check Zalo thì cái sản phẩm đấy quý vị hỏi em lại có khi lại bán mất rồi. Đấy, nó sẽ rất tiếc. Đấy. Nên là quý vị chủ động gọi điện thoại cho nó dễ. Vâng. Còn nhắn Zalo cũng được thôi, nhưng mà check hơi chậm một chút thì quý vị thông cảm. Đấy. Ok. Đấy. Đấy nhé, các sản phẩm này bữa lên đây. Đấy. Em lướt lại giá một tí nhỉ. Con đến ông MA33 này đấy, không chạy đường quang 950. Đấy. Đến ông MN55DV. Đấy. Đường quang chạy ok. Đấy. Giá là 1 triệu 850 nghìn. Đấy. Con súp UVK A9 này dùng cho dòng 5.1 của Onkyo. Dùng cho những cái cục giải mã 5.1 của Onkyo thì giá là 1 triệu 6. Đấy. Bộ đèn ông gồm có một đôi loa đèn ông F07 như hình em đã quay đấy, và một âm ly, một tuner đấy, thì giá của nó là đi khoảng hơn 7 triệu, để bán cho quý vị là đến 5 triệu 750 nghìn nhỉ. Hình như là em vừa đọc 5 triệu 8 hay sao, nhưng thôi được rồi, để cho quý vị là 5 triệu 5 triệu 700 đi cho nó tròn nhé, 5 triệu 700. Thì quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. 5 triệu 7, 5 triệu 700 nhé. Đấy, gần như 5 triệu 7 thì thực tế ra là em bán đôi loa với cả âm ly, còn đâu em tặng cả tuner rồi đấy. Nó thẳng luôn là cái giá này thì gần như bình thường chúng ta chỉ mua được âm ly với đôi loa của nó thôi, còn đâu cái tuner này nó không, nó cũng phải thêm khoảng 8-900 nữa cơ mà đấy. Thì coi như em bán cả bộ tặng kèm tuner nhá, tặng tuner nhá. Đấy. Cái tuner thì cứ về tự tự test nhé. Em thì em bán tặng kèm tuner, em không quan tâm tuner lắm đâu. Thì quý vị về chúng ta tự test thêm nhé. Đây, đây cục Sony này, con Sony mâm than này về cho anh em ai cần lấy đồ, hoặc là chúng ta về trưng bày này. Hoặc là đấy, trưng bày, hoặc chúng ta có thể đóng thêm cái mica để trưng bày nhá. Thì giá của nó là 500 đấy. Các bác về lắp thêm cái nắp mica vào. Con này lại về tình trạng em đã báo từ trước rồi nhá. Đấy, con loa dưới kia 1 triệu 90 nghìn là con đến đồng MA3 nhé. Thôi để 1050 đi nha, 1050. Súp SVK205, con bên phải đây còn đẹp hơn. Đấy, thì là đi 3 triệu 890 này. Và đây con kia thì đấy, căng nó kém hơn tí. Đấy thì là 3 triệu 590 nghìn đồng nhá. Đấy. Đấy thì giá cả để em đọc lại một lượt cho quý vị rồi. Ai nếu chúng ta lấy con gì thì hãy liên hệ cho bên em. Vâng, và số điện thoại liên hệ là 097 989 1682 và 0966 59 4581. Đấy, địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và đừng quên hãy đăng ký kênh giúp em. Bỏ ra thêm cho em xin vài giây đăng ký kênh cũng như là chia sẻ và like video để ủng hộ thêm cho kênh của bên em nhé. Và em xin chào mọi người.